Chào các bác và anh em nhá. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em kỹ thuật của Hoàng Long lại vẫn tiếp tục Hải Phòng setup cho nhà chị Trang một cấu hình combo. Nhà chị đang trên đường về. Đây là cấu hình combo nhà chị Trang. Một đôi loa C12 Pro, một đài X23, một mic 321 màu vàng gold, một sub S1008. Tất cả là cùng thương hiệu WeWood nhá. Với cái cấu hình combo như nhà chị Trang này thì hiện tại là bên Hoàng Long là trong gần đây là rất chi là bán rất chạy, rất nhiều các bác trên mọi miền tổ quốc rất thích cái những cái cấu hình như này. Hôm qua anh em cũng set up một cấu hình combo như này cũng dưới Hải Phòng, hôm nay lại tiếp tục được về Hải Phòng. Các bác phải chờ giây lát kỹ thuật sẽ chuyển hàng vào trong không gian nhà chị Trang set up. Ngày đi xa anh vừa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ về, nay đợt côn đông thành xanh đỏ đang mẹ về vui sớm cùng con. Chào anh nha, đây là không gian anh em kỹ thuật sắp cấu hình combo tại nhà chị Trang. Sẽ có một đôi chân kế đoài và thiết bị đẩy sẽ được setup ở đây. Cái này không có lỗ ở lại khoan hả? Không được, em khoan cho. Em có khoan mà. Vâng. Cái này là anh đặt đi đúng không? Bộ này là anh đặt nhỉ? Vừa hôm qua em ở dưới này xong. Tối hôm qua, chiều tối hôm qua. Em cũng ở Hải An nhưng mà ở cái đường gì chỗ đi gần cảng Đình Vũ đi lên. Lắp bộ y chang như này luôn. Thế là lúc anh đặt rồi anh mới bảo chị à? Không qua anh bảo. Không qua anh bảo. Có chị có bất ngờ ngỡ ngàng gì không? Chị có hay hát không? Chị hay hát không? À nha. Ngày bình thường ngày thứ bảy chủ nhật các cháu được nghỉ vẫn hát hò được chứ đúng không? Thì nghe đi. Đấy ạ. Thế à? Bao tiền chị? Bà sang đây để bà trải nghiệm. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 7 à? Lớn em nhớ rồi. Năm sau lên Hà Nội học đại học rồi. Thế à? Còn mỗi mình ở nhà thôi. Tâm thức con vui buồn con mẹ đành cuốn đầu mảnh đau tuyệt ngon. Ngày đi xa anh vừa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ về, nay đợt côn đông thành xanh đỏ đang mẹ về vui sớm cùng con. Nhớ tìm về mãi ấm mẹ chân thế
tìm nghe buôn chuyện xung về gia đình nhà tất cả đều thôi. Mây chiều bằng làng gió mây bóng một chiếc thuyền nắng vui đã trở về sông Lam một dải xanh như ngọc vời vời mặt ai buồn tài tê xa xa mây phủ nó seeing all the signs. Is this real?